Theo thống kê, hiện tổng diện tích tự nhiên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắc Nờ Tao là trên 11.197 ha, trong đó diện tích có rừng là 7.965 ha, diện tích không có rừng 3.232 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, xử lý hành chính 47 vụ vi phạm lâm luật, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó phá rừng trái pháp luật 4,189 ha trên 28 vụ, lấn chiếm đất lâm nghiệp 12 vụ. Diện tích phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn tập trung tại các điểm nóng ở tiểu khu 1668 và 1674. Là phần lớn các diện tích phá rừng, lấn chiếm đất rừng là tập trung tại hai tiểu khu này. Thì đối với công ty thì giải pháp trong thời gian tới là thứ nhất là tập trung mọi lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra tại các điểm nóng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn để xử lý các triệt để các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắc Nờ Tao vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do địa bàn rộng, lực lượng bảo vệ mỏng nên đất rừng luôn bị đe dọa. Hiện nay, tại khu vực lòng hồ đập thủy lợi Đắc Nờ Tinh thuộc hai tiểu khu 1668 và 1674 là điểm nóng phá rừng, lấn chiếm đất rừng do công ty được giao quản lý. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp phá rừng với diện tích 0,9 ha. Đối tượng lấn chiếm đất rừng thường lợi dụng vào nương rẫy đã hình thành lâu năm để lấn chiếm thêm rừng, đất rừng và khai thác lâm sản trái phép. Cái giá đất nó tăng lên, cả cái view hồ thì nó đẹp thì cái tình trạng mua bán đất rẫy nó tăng, gây ảnh hưởng cho nó công tác quản lý bảo vệ rừng của bọn em. Đấy, tình trạng mà lấn chiếm rừng cũng như giống như là đất rừng thì nó tăng, thì lực lượng của bọn em thì cũng mỏng, như nên là cũng gây rất nhiều là cái khó khăn cho trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty. Nói chung khu vực này thì chưa có sổ thiết gì anh, người ta phần đá đều mua bán là toàn thắng tay không. Thực ra để toàn bộ khu vực này là chưa có nhà nào có sổ hết, phần đá là đều mua bán là toàn thắng tay hết. Nguồn gốc đất thì ngồi trước đây là khu vực này là của đất táo quản lý, nhưng cái này là bây giờ thì thấy dân mua bán người ta cũng làm bình thường. Ngoài ra tình trạng dân di cư tự do từ nơi khác đến, nhu cầu lấy đất ở, đất sản xuất ngày càng lớn. Vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng khó khăn. Các đối tượng vi phạm ngày càng có những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và tập trung đông người, uy hiếp lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Trong khi chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa răn đe được các đối tượng vi phạm. Cùng với đó, công tác lập hồ sơ, giải tỏa cưỡng chế còn mất rất nhiều thời gian, thủ tục phức tạp, kéo dài nhiều năm, gây trở ngại cho công tác giữ rừng.